Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sáng tạo Olympus. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái khái niệm, đó chính là vector là gì. Chúng ta sẽ xét ở trên cái góc độ là một người thiết kế đồ họa và tìm hiểu về các cái vector. Các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta đi sản xuất hoặc là gửi file cho khách hàng, đúng không? Người ta cứ nói là bạn phải gửi cái file gốc, file vector cho mình. Vậy thì cái vector là cái gì? Nhiều khi á, những cái khái niệm rất là cơ bản như vậy nhưng mà nhiều người chưa biết đâu nhá. Nó sẽ có ba cái phần mềm chính, đó chính là Photoshop này, Illustrator và InDesign. Đó chính là ba cái phần mềm trong cái dòng Adobe là kinh điển rồi, ai cũng phải học, muốn làm nghề là chúng ta phải học cái đấy. Vậy thì tất cả các cái file này nó sẽ được tạo ra từ các cái vector, rất là nhiều vector. Mỗi một cái vector nó sẽ làm một cái công việc nào đấy ở trong cái bố cục thiết kế, có thể là trang trí, có thể là logo, có thể là các cái nền chẳng hạn, rất là nhiều thứ, đúng không các bạn? Vậy thì vector ở đây á, theo một cái khái niệm đơn giản nhất mà các bạn cần phải quan tâm, đó chính là vector là tập hợp các cái điểm neo để tạo ra một cái đối tượng nào đấy, một cái hình dạng nào đấy. Bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn, giả sử như là cái hình tròn đây, mình vẽ một cái hình tròn nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ không để này, mình sẽ để chọn thôi. Các bạn biết không, đây chúng ta cũng gọi là vector. Tại vì sao? Tại vì nó sẽ tập hợp bốn cái điểm neo để tạo thành một cái vector, và đây chính là cái nét kín đó các bạn. Và khi mà các bạn biết về vector rồi thì các bạn có hoàn toàn có thể là thay đổi, chỉnh sửa nét kín, nét hở. Đây chính là cái cách chúng ta thao tác với các cái đối tượng dưới dạng là vector. Vậy thì các cái shape thông thường mà chúng ta thấy ở trong Illustrator á, các bạn nhìn sơ qua đi, các bạn nhìn sơ qua các bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ có các cái là rectangle, round, rectangle, ellipse, rồi polygon, star. Đây tất cả đều là các cái shape người ta cho sẵn. Nó là những cái gần như là sử dụng phổ biến ý, và người ta sẽ cho chúng ta để cho chúng ta sử dụng. Đây là vector các bạn nhé. Các bạn chỉ cần hiểu đơn giản, vector là tập hợp các cái điểm neo để tạo thành một cái shape nào đó, đúng không? Vậy thì ở đây các cái shape chính là cái hình dạng của cái đối tượng này. Nó có thể là hình vuông, hình tròn, có thể là một cái gì đó, đúng không? Chúng ta có thể bóp méo tất cả mọi thứ, chúng ta đều có thể thay đổi được từ cái vector. Và vector nó có một cái rất là đặc biệt. Ví dụ bạn thiết kế một cái hình như vậy đi, bạn đang để ở cái kích thước là 5 cm, nhưng mà khi mà bạn phóng to nó lên thành 100m thì cái hình vector này nó vẫn nét như vậy. Và đấy chính là cái ưu điểm, là cái thế mạnh mà chúng ta sẽ dựa vào đấy để chúng ta sẽ thiết kế các cái file phù hợp với các cái tiêu chuẩn khác nhau. Và đó là lý do tại sao mà các cái nhà in á, người ta luôn muốn là mình phải gửi cái file gốc, cái file vector cho họ, để khi mà họ co kéo các cái tỷ lệ á, thì những các cái shape, các cái hình trang trí, họa tiết á, nó không bị dạng này, bị vỡ này, hoặc là người ta cũng mong muốn là sẽ dễ chỉnh sửa. Và mình sẽ nói rõ hơn về cái vector là gì nha. Các bạn sẽ nhìn này, đây chính là một cái điểm neo. Mình sẽ vẽ, mình sẽ xoay lại nha. Đây này, zoom to lên này. Đấy các bạn thấy không, đây chính là cái điểm neo. Hình tròn nó sẽ có 4 cái điểm neo, còn hình vuông và chữ nhật nó cũng có 4 cái điểm neo, đúng không? Các cái điểm neo này nối với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái shape. Shape nó chính là cái hình dạng, đúng không? Một cái hình dạng nào đấy, hình tròn, hình vuông, hình ellipse, hình ngôi sao, đại loại đấy, thì người ta gọi chung là một cái shape. Vậy thì cái vector này á, thì nó sẽ có cái thanh điều hướng. Cả hai cái hướng này thì các bạn có thể là thay đổi vì cái hình dạng của cái shape này luôn. Các bạn có thể thay đổi đây này, đấy, lên xuống trái phải, có thể điều chỉnh theo cái ý muốn của các bạn. Và thậm chí là các cái việc mà rút ngắn các cái thanh điều hướng này cũng được này, kéo dài ra này. Đó, đấy là lý do mà tại sao người ta thích cái file vector là như vậy đấy các bạn nhé. Nó rất là dễ chỉnh sửa. Cái điểm neo mà mình đang chỉ vào đây á, mình có thể nói một cách đơn giản, nó giống như là một cái cọc, nó cố định vào đấy, và các bạn sẽ có thể thay đổi xung quanh cái cọc này. Và hai cái thanh điều hướng đây này, nó dường như là nó sẽ rất là linh hoạt, có thể xoay, các bạn thấy không, xoay 360 độ. Vậy thì cái việc mà các bạn sử dụng cái vector là rất là cần thiết rồi. Đây là Illustrator thì chúng ta có thể sử dụng các cái shape có sẵn, ví dụ như là vừa nãy là hình tròn, đúng không? Bây giờ chúng ta thử hình ngôi sao đi,
star đi. Đây bây giờ mình sẽ vẽ nó vào đây, các bạn thấy không? Đấy, đây chính là một cái shape, nó bao gồm mấy cái điểm neo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nó sẽ có 10 cái điểm neo thì sẽ tạo ra được một cái hình ngôi sao năm cánh. Vậy thì khi mà chúng ta thiết kế thì các bạn thấy là nhiều khi chúng ta muốn các cái thay đổi về cái chiều cao, ví dụ một cạnh này hay là hai ba cạnh gì đấy, đúng không? Các bạn thấy thay đổi nó dễ không? Các bạn chỉ cần là chọn vào cái công cụ là Direct Selection, sau đấy chọn vào cái điểm neo và các bạn có thể thay đổi tất cả các cái tùy chọn mà chúng ta mong muốn. Ở đây trong khả năng của các bạn thì các bạn có thể thay đổi được cái chiều dài này, về cái thanh điều hướng này, tròn vuông méo như thế nào, bo hay là không bo, đúng không? Tất cả những cái đấy chúng ta có thể thay đổi được hết nếu như cái file của bạn đều là những cái file vector. Rồi, và khi mà chúng ta làm thì các bạn sẽ thấy là giả sử đây là cái nét nhọn, đúng không? Các bạn mà muốn xuất hiện cái thanh điều hướng thì các bạn hãy chọn vào cái phần là Convert Select này. Đấy, dưới dạng là Smooth đi. Khi mà dạng Smooth nó sẽ xuất hiện hai cái thanh điều hướng này. Còn nếu như mà cái nét của chúng ta mà là nhọn thì nó sẽ không có cái thanh điều hướng này. Và các bạn muốn nó thì các bạn phải chuyển sang dạng Smooth thôi. Đó, đúng không? Nó thay đổi, đúng không nào? Vậy thì khi mà chúng ta làm thì các bạn phải để ý nha, có những cái mà sẽ có thanh điều hướng và có những cái nó chưa có thì các bạn cần phải hiện nó lên thì chúng ta mới có thể chỉnh sửa được. Và cái việc mà chúng ta thiết kế thì cái vector này nó quan trọng lắm, đặc biệt là những các cái logo ấy, thì chúng ta luôn luôn nghe thấy cái từ là vector, logo phải gửi file vector thì bên nhà in họ mới in, họ mới sản xuất. Đúng thôi, tại vì có file vector thì họ mới có thể là đảm bảo về cái chất lượng in được. Đấy là cái điểm tuyệt đối của vector so với những cái file ảnh khác. Khi mà bạn đã hiểu về thế nào làm vector rồi và có thanh điều hướng rồi thì chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái việc là chúng ta có thể là chỉnh sửa vector trong thiết kế. Chỉnh sửa vector là gì? Là chúng ta không muốn nó là nguyên dạng mà mình sẽ thay đổi nó đi thì gọi là chỉnh sửa vector. Ví dụ ở đây là một cái hình ngôi sao mình mới vẽ, đúng không? Thì chúng ta muốn chỉnh sửa, chúng ta muốn làm cho cái ngôi sao này là không phải là nhọn nữa mà nó sẽ là bo tròn. Và trong Illustrator CC 2019 trở đi, 18 trở đi á, thì nó sẽ có cái chức năng là bo tự động. Các bạn chỉ cần chọn vào nó này, sau đấy chọn vào cái lệnh là Direct Selection và các bạn sẽ nhìn thấy ở đây mỗi một cái điểm nhọn nó sẽ có cái phần bo và các bạn chỉ cần giữ chuột trái, các bạn thay đổi nó đi, các bạn thấy không? Cái phần màu xanh á mà cho các bạn đang nhìn á, nó thể hiện ra cho các bạn là cái kết quả chúng ta nhận được nó sẽ là bo như vậy. Các bạn có ok không? Nếu ok thì các bạn hãy nhả tay ra, còn nếu như không ok thì các bạn hãy bo vào nữa. Đấy, bo đến khi nào mà thành cái không thể nào mà bo được nữa thì thôi. Đây là maximum của cái việc đấy rồi, đúng không? Ctrl Z lại. Bây giờ mình bo thử nha. Ví dụ mình bo lên đây, các bạn nhìn này. Ai, cái hình ngôi sao bụ bụ xinh xinh này. Đấy. Chứ không thể nào mà chúng ta ngồi chúng ta chuốt từng các cái góc cạnh một thì nó sẽ rất là lâu. Đấy là cái tiện ích mà trước kia bên mình sử dụng cái bản CS ý, chỉ mong sao là nó sẽ có cái chức năng đấy. Và thật là may mắn khi mà CC nó đã update tất cả các cái mà liên quan đến chỉnh sửa các cái shape á, nó sẽ có các cái bo tự động để cho chúng ta làm rất là nhanh và tiện. Và bây giờ nha, chúng ta sẽ chọn vào cái lệnh Direct Selection, các bạn thấy không? Khi bo tự động là nó đã phải tạo các cái điểm neo mới và bắt đầu là nó sẽ chỉnh sửa. Và cái đấy là tự động rồi thì chúng ta không cần phải quan tâm nhiều, nhưng chúng ta đang hiểu cái vấn đề là chúng ta phải thay đổi, đúng không? Và nếu như đây không phải là cái kết quả bạn mong muốn thì các bạn hãy Ctrl Z lại. Chúng ta sẽ làm việc tiếp tục đến cái việc là chỉnh sửa cái vector. Ở đây vector này thì các bạn có thể thêm các cái điểm neo các bạn bằng cách là ấn phím cộng là nó sẽ ra cho các bạn, đó chính là cái lệnh là add enter point này này. Các bạn thêm một cái điểm neo vào đây, sau đấy các bạn lại thêm một cái điểm neo ở bên này, rồi chúng ta có thể trừ, tức là bớt cái điểm neo đi, phím tắt là trừ trên bàn phím nhá. Đây này các bạn này, trừ trên bàn phím này, sau đấy là chọn vào đây, các bạn thấy không, là chúng ta đã có thể là thêm và bớt được các cái điểm neo rồi. Chỉnh sửa thì có thể thêm này, bớt này, hoặc là biến dạng cái shape này đi theo cái thanh điều hướng, chọn vào cái điểm đấy. Và như vừa nãy mình đã làm, đúng không, mình sẽ
convert sang dạng smoothie, nó sẽ xuất hiện cái thanh điều hướng cho các bạn. Cái thanh điều hướng này nó sẽ giúp cho các bạn định hình được cái shape của các bạn là sau khi mà chúng ta bo xong nó sẽ như thế nào, đại loại là như thế. Nó sẽ chuyển thành một cái dạng mà các bạn mong muốn. Chọn tiếp tục vào đây này, lại chọn dưới dạng convert sang smoothie. Đấy, đúng không? Nếu như chúng ta làm thủ công á thì các bạn có thấy lâu không? Rất là lâu. Nên là Illustrator ở cái bản là CC, người ta đã cải tiến các cái chức năng có thể là tự động được, là người ta sẽ làm tự động hết. Và bây giờ mình sẽ đi vào một cái kỹ hơn, mình sẽ xóa các cái này đi, đi vào một cái kỹ hơn là mình thiết kế một cái tờ rơi đi. Đây là một cái tờ rơi nhé các bạn nhé. Đây giả sử là đây, chúng ta làm một cái tờ rơi và bây giờ mình sẽ cho nó một cái màu nền nào đấy đi. Mình là con gái nhá, mình rất là thích các cái kiểu màu nó hồng hồng xinh xinh ấy. Mình sẽ chọn vào color này. Đấy, chọn một cái màu hồng tươi hơn. Rồi, đấy. Ví dụ một cái tờ rơi là như vậy. Bây giờ mình có thể là vẽ thêm các cái vector vào đây. Ví dụ ngôi sao như thế này chẳng hạn. Đấy, các bạn thấy không? Rồi, bây giờ mình sẽ để cái ngôi sao này màu trắng. Và bây giờ cái ngôi sao này mình đang muốn chỉnh sửa vector này, đúng không? Chỉnh sửa cái shape này. Thì các bạn hãy chọn vào cái lệnh là Direct Selection. Rồi, sau đây là zoom nó lên. Các bạn hãy bo nó đi, đúng không nào? Rồi, đấy, nó sẽ trở nên rất là dễ thương. Và mình sẽ có thể là ấn Alt kéo ra và nhân bản thêm một vài cái nữa. Ví dụ là như vậy, mình đang ví dụ thôi nhá. Ví dụ để cho các bạn biết là cái việc thao tác với vector nó rất là dễ dàng và nó rất là thuận lợi. Nên là đến đây thì các bạn đừng có bạn nào nói là khó, tại vì đây là những cái rất là dễ và cơ bản rồi đấy. Nếu như bạn muốn tự tạo ra một cái vector cho riêng mình thì các bạn hãy vào cái công cụ pen. Đấy, sau đấy là các bạn hãy chọn một cái điểm đầu tiên, là cái điểm neo đầu tiên á, giữ chuột trái vào. Rồi, nhặt cái con chuột ra. Sau đó là các bạn hãy chọn đến cái điểm tiếp theo và vẫn giữ chuột trái nhá. Đó, các bạn nhìn thấy không? Khi mà chúng ta xê dịch cái con chuột của chúng ta là cái phần shape của chúng ta cũng biến đổi theo. Các bạn nhìn này, đấy. Tùy thuộc bạn nha, bạn muốn vẽ cái shape như thế nào. Ví dụ như mình sẽ vẽ cái shape đến đây thôi. Cái điểm neo xuất hiện là vì là chúng ta đang vẽ các cái dạng smooth mà, nó sẽ xuất hiện những cái điểm neo như vậy. Đấy, mình cũng chọn một điểm tiếp theo. Mình sẽ xoay vào cái hướng mà mình ưng ý đi. Đó. Rồi, sau đấy là mình chọn một cái điểm kín. Đầu và cuối mà gặp nhau nó sẽ tạo thành một cái hình tròn và các bạn chọn vào đấy là chúng ta sẽ xong. Tiếp tục, bây giờ mình Ctrl C, Ctrl F này. Những cái này là mình đang làm nó khá là nhanh một chút xíu để mình hiểu sơ sơ nhá. Đấy. Ví dụ cái nền màu trắng này mình có thể vào swatch để mình đổi màu đi. Là như vậy chẳng hạn. Đây này, ví dụ như thế này. Đấy. Và mình khẳng định với các bạn là thiết kế đồ họa là các bạn phải làm việc với vector rồi. Nên là chúng ta sẽ hiểu vector là gì, chúng ta có những cái cách nào để gọi là chỉnh sửa được cái vector đấy không, cái cấu tạo của vector có những cái gì để chúng ta có thể lưu ý khi chúng ta làm việc trực tiếp với nó. Đây chỉ là những cái nội dung rất là cơ bản, nhưng nếu như mà bạn mà nghiêm túc mà suy nghĩ á, các bạn sẽ nhận thấy là cái việc mà các bạn làm về vector á, nó gần như là chiếm cái công việc chủ yếu của ngành thiết kế đồ họa rồi. Bạn làm tờ rơi cũng phải là vector đúng không, làm poster cũng phải là vector, làm logo cũng phải là vector, thậm chí là catalog, hồ sơ năng lực, tất cả mọi thứ dàn trang cả trăm nghìn trang cũng tất cả phải là vector. Vì các bạn nói là các bạn đánh text nhiều hơn, nhưng mà khi mà đánh text xong là các bạn cũng phải convert nó từ cái dạng text trở thành một cái dạng solid bình thường dưới dạng là vector luôn. Rồi luôn luôn cái vector nó sẽ xuất hiện trong Photoshop, Illustrator và InDesign, nên là mình sẽ dành riêng ra một cái clip để chia sẻ với các bạn vector là gì, chúng ta có thể thay đổi được gì không, và cái cách để chúng ta làm việc với vector là như vậy. Nó cũng không có cái gì là phức tạp nhiều đâu, vì cái này thực ra là nhiều bạn làm hàng ngày, nhưng mà đôi khi các bạn ý không hiểu hết được những các cái mà mình đang làm ấy. Nên là mình sẽ có một cái nội dung riêng lẻ như vậy để cho các bạn hiểu hơn. Và cái nội dung của cái video sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách để chúng ta có thể làm việc được các cái shape, và cách mà chúng ta có thể tạo được các cái shape cho riêng mình. Chúng ta cũng phải sử dụng vector thôi nhá. Và mình thấy là nhiều bạn nói là tại sao em gửi file cho bên nhà in á, là file ảnh mà họ cứ đòi file vector,
họ cứ đòi cái file đấy mà em không biết lấy file đấy ở đâu ra. Thì thực ra cái file vector chính là cái file bạn thiết kế để ra được cái hình ảnh đấy, đấy chính là cái vector rồi đúng không? Nên là việc mà chúng ta mới đầu ạ, chúng ta cần phải hiểu các cái thuật ngữ cơ bản của cái ngành đồ họa, đó chính là vector, điều hướng, điểm neo, các cái shape, đối tượng, đúng không? Nói chung là những cái kiến thức đấy là cái cơ bản rồi. Và mình nghĩ là cái nội dung của mình sẽ kết thúc ở đây. Và cái nội dung của bài sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn về cách làm việc với các cái shape, các cái shape cơ bản và cách chúng ta tự tạo shape. Giống như vừa nãy mình đang làm cho các bạn đó, đó chính là chúng ta cũng vẽ các cái vector để tạo thành cái shape thôi, đúng không? Nên là bây giờ thì mình nghĩ là bạn nào mà có thời gian ấy thì nên dành một chút thời gian, vì chúng ta đang đi học mà, thì chúng ta hãy tìm hiểu xem là cái giao diện này chúng ta thử các cái công cụ xem là chúng ta thay đổi các cái màu sắc đi, vẽ một vài các cái shape nào đấy đi, thao tác trên nó để cho quen về cái việc là sử dụng cái vector, cái việc mà các bạn điều khiển cái thanh điều hướng nha các bạn nhé. Cái việc đấy nó quan trọng lắm đấy. Ví dụ bây giờ cái thanh điều hướng này mà các bạn thay đổi được, có nghĩa là các bạn sẽ làm chủ được cái công cụ này, và các bạn cũng rất dễ điều khiển được cả tất cả các cái file thiết kế. Vì kỹ năng mà giỏi rồi thì khỏi cần bàn đúng không, chỉ cần ý tưởng thôi đấy. Nên là cái việc mà các bạn học kỹ năng cơ bản như vậy là quan trọng lắm đấy nha. Rồi, bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh, rồi cho mình một like, một share, và hãy bật chuông thông báo để xem những các cái video lần sau của mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau nhé. Tạm biệt.